Ở đây là bắt đầu đã nước, trời mưa mới có 10 phút á. Nè anh chị, 10 phút. Ở bên phải em á là có một con hẻm hay là con đường nhỏ gì đó. Chết, cái này hồi mà không đi sớm thì một hồi khỏi về luôn. Đây, ở đây là bắt đầu đã nước, trời mưa mới có 10 phút á. Nè anh chị, 10 phút. Ở bên phải em á là có một con hẻm hay là con đường nhỏ gì đó. Chết, cái này hồi mà không đi sớm thì một hồi khỏi về luôn. Đây, có tầm khoảng 10 phút hơn này mà đã như thế này rồi. Thì coi như nếu mà mưa Dạ Sài Gòn hôm nay mến chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 5 giờ kém 5 ngày 9 tháng 7 năm 2022. Em đang ở khu vực huyện Nhà Bè thưa anh chị. Đây là con đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiện. Qua bên kia khỏi cầu Long Kiện thì chúng ta đi về xã Nhơn Đức. Và em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một buổi chiều thứ bảy cuối tuần thật là nhiều niềm vui, bình an và nhiều sức khỏe thưa anh chị. Mời cô bác anh chị cùng đi dạo phố trong mưa ở khu vực ngoại thành. Con đường hôm nay em mời cô bác anh chị đi là chúng ta sẽ đi con đường Nguyễn Bình anh chị ha. Em dừng đèn đỏ đây một tí. Ngày hôm nay thì khu vực cầu Long Kiện này đang giải phóng tất cả các nhà ở đây, giải tỏa mặt bằng ở đây để làm cái cầu. Nhưng mà không biết là có làm sớm hay không, chứ cái cầu ở đây thì nó xuống cấp khá là nhiều rồi. Đây là những cái hình ảnh bà con mình buôn bán trong mưa lặt vặt. Một số món. Trời mưa đang rất là lớn anh chị, không biết ở những khu vực khác như thế nào, chứ ở huyện Nhà Bè, khu vực Lê Văn Lương và qua bên kia là Nguyễn Bình thì đang mưa rất là lớn anh chị, có kèm theo gió liên khúc mưa. Sài Gòn thì mấy hôm nay là vào mùa mưa cho nên là ngày nào anh chị thấy cũng mưa thôi. Em thì thường hay đi buổi chiều, thành ra là lúc nào cũng gặp cái cơn mưa anh chị. Chiều chiều là hay mưa lắm, tầm 3 giờ đến 5 giờ. Bên trái em là những cái trụ cầu đó, của cái cầu Long Kiện. Trời ơi, gió nó tạt. Gió tạt quá trời luôn anh chị. Mưa khá là lớn ha. Cái cầu này là 20 năm chờ đợi rồi đó. Hy vọng đợt này là người ta làm. Có mấy cái miếng thép ở đây nó nhô lên cao. Đây là con đường Lê Văn Lương anh chị, thuộc xã Phước Lộc. Xin lỗi anh chị, xã Nhơn Đức. Xả tơi cơn mưa chiều. Nguyễn Bình em hầu như là cũng rất là ít quay. Hôm trước thì em mới vừa quay đoạn Nguyễn Bình tới cầu Phước Lộc. Hôm nay mời anh chị đi đoạn Nguyễn Bình tới Huỳnh Tấn Phát, đi qua những cái cầu như là cầu Mương Chuối, rồi rạch Bà Bướm gì đó anh chị, nhiều lắm. Hôm nay không biết ở các quận huyện khác ở Sài Gòn có mưa hay không. Em thấy ở khu vực huyện Nhà Bè này đang có một cơn mưa tầm tã luôn anh chị, xối xả luôn nè. Đường Nguyễn Bình rất là nổi tiếng bởi vì nó ngập ghê lắm. Những cái đợt triều cường anh chị ha. Còn mà những cái cơn mưa lớn thì em chưa có đi bao giờ nên không biết là có ngập hay không. Khu vực này là xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. Ngày xưa thì con đường Lê Văn Lương này nó nối dài qua tận Long An lận anh chị, vẫn là Lê Văn Lương. Còn bây giờ thì nó chỉ kết thúc ở huyện Nhà Bè thôi. Qua cái khu Rạch Tôm rồi qua khỏi huyện Nhà Bè thì nó là đường tỉnh lộ rồi, khu vực Long An. Anh chị thấy cơn mưa lớn không? Mưa như thế này mà lớn là cũng ngập luôn. Chiều chiều ở đây bà con mình cũng buôn bán lặt vặt ven đường thôi anh chị. Cuối tuần làm cơn mưa đầm đìa anh chị ha. Sài Gòn bây giờ là vô mùa hát bài liên khúc mưa.
Ở nhà hát karaoke thì cô bác anh chị mở bài Liên Khúc Mưa nha, hát nhớ Sài Gòn cho vui. Người ta dùng cây ta chọt chọt lỗ cống để cho nước chảy chứ không là nó chạy vô nhà. Con đường Nguyễn Bình này em đi cũng một vài lần rồi, và nó có một cái điểm mà em nghĩ là cũng khá là nguy hiểm, đó chính là xe công, xe bồn chạy rất là nhiều anh chị, đặc biệt là các cái xe bồn chở xăng đó, họ đi khu Nguyễn Bình, Huỳnh Tấn Phát rất là nhiều, cho nên là nó khá nguy hiểm, đường thì nhỏ nữa. Và cái thứ hai nữa, con đường Nguyễn Bình nó là gần như là cái trung tâm hành chánh của huyện Nhà Bè, nó tập trung các cái cơ quan cấp huyện trở lên nằm ở đó, công an huyện rồi chi cục thuế huyện rồi ủy ban nhân dân huyện rồi ha, nó nằm ở đường Nguyễn Bình hết anh chị. Chiều mưa ở ngoại thành nó có khác như thế nào với ở trung tâm hay không? Trung tâm thì nhà cửa san sát, nhà cao tầng building chọc trời ha. Còn khu vực ngoại thành giống như huyện Nhà Bè đây thì anh chị thấy là chủ yếu là một vài cái sạp người ta bán đồ ăn bên đường, rồi những cái kho chứa đồ là chính, chứ cũng rất là ít những cái nhà cao tầng. Ngay cả con đường Nguyễn Bình cũng như thế. Rồi mấy cô bán hàng giữa mưa nè, xà lông đó. Cuộc sống bây giờ sòng lo luôn anh chị. Đây Nguyễn Bình và Lê Văn Lương. Em sẽ quẹo trái anh chị ha, quẹo phải thì anh chị đi lên cầu Phước Lộc, đi lại ngược lại về Lê Văn Lương. Đó, nước nè. Nguyễn Bình mà trời mưa thì cũng tôi về khói lửa luôn. Mấy hôm nay anh chị thấy trên kênh của em các clip mưa rất là nhiều, và những cơn mưa nhiều khi rất là lớn anh chị. Con đường Nguyễn Bình đoạn này trống vắng, cực kỳ trống vắng luôn. Hai bên thì có những cái hàng cây điệp và hầu như là nhà dân thưa thớt. Đó. Nước chạy không kịp, bắt đầu dâng lên. Mới mưa cho nên em đi thì chắc là cũng không có bị ngập nước đâu. Nhưng mà nếu mà mưa như thế này mà mưa lâu một chút nữa thì xác định cái con đường này sẽ nổi nước lên. Mấy bé nó tắm ở bên hiên nhà, nhớ cái cảnh ngày xưa của anh chị ở quê. Wow, mù trời luôn anh chị ha. Vừa mới ra khỏi nhà luôn là em gặp ngay cái cơn mưa này. Đó, nước nhiều lắm anh chị. Cái này chừng mà mưa khoảng chừng 20 phút, 30 phút trở lên là con đường này ngập. Cho nên là anh chị mới thấy là đi trong một cái cơn mưa nhìn hết được những cái khung cảnh của một con đường, tình hình của một con đường. Mùa này cô bác anh chị đi mua nhà được nè. Nước nhiều lắm anh chị. Nước hầu như là muốn ngập đường rồi. Mới có khoảng 10 phút thôi. Ô, mù trời luôn anh chị ha. Đoạn này thì nó hơi hoang vắng một tí. Nguyễn Bình cái đoạn phía dưới kia gần Huỳnh Tấn Phát nó mới sung. Coi như cái bên mé tay phải của em là nước ngấp mé vỉa hè rồi đó anh chị. Mình đi Nguyễn Bình một ngày mưa để khám phá, tìm hiểu xem dưới này mưa lớn thì nó ngập như thế nào. Để mai mốt mà có đi Nguyễn Bình thì mình ngày mưa thì mình cũng né anh chị. Ô, nước khá nhiều à. Như vậy là con đường này mà nếu ngày mưa lớn tầm 30 phút, phía sau em có một chiếc xe bồn, xe trộn bê tông đó. Như vậy mai mốt mà mưa tầm 30 phút đường này là cô bác anh chị đừng đi nha.
ngập ghê lắm á. Đây nè, ở đây là bắt đầu đã nước, trời mưa mới có 10 phút á. Nè anh chị, 10 phút. Ở bên phải em á là có một con hẻm hay là con đường nhỏ gì đó. Chết, cái này hồi mà không đi sớm thì một hồi khỏi về luôn. Đây, em mời anh chị chạy con đường này tí, anh chị thấy nè. Đây là con hẻm nha. Bắt đầu nước lênh láng rồi. Đó, thấy người ta chạy, anh chị thấy chưa? Nó đổ về đây á. Ngoài đường chính nó đổ về đây. Rồi em đi vô đây rồi em đi ra thôi, để cập nhật tình hình đó anh chị. Đó, đây là ấp 2 huyện Bình Nhà Bè. Rồi em đi ra lại anh chị, đi ra đi tiếp con đường huyện Bình chứ. Em chạy vào đây là sợ gì, em chạy vào đây là trong này có cái khu dân cư, mình vào cả thử nước cho những trong đường này nó như thế nào, nó ngập. Bây giờ mời anh chị lội nước con đường huyện Bình với em nha. Đấy, đi thẳng thì anh chị đi về lại Lê Văn Lương đó, em sẽ quẹo phải ở đây nè. Nước nè. Đó. Đó. Nước cuồn cuộn luôn đó chứ. Cái này phải chạy ở giữa đường. Đó, anh chị thấy không? Nước quá trời luôn. Mênh mông luôn. Ủa. Em đi giờ này là đúng rồi á anh chị. Tại vì chút xíu nữa mà tầm khoảng 15 phút sau mà mưa như thế này thì xe máy đi không được nữa, chết máy ngay thôi. Đó. Ở đây chúng ta qua một cái cầu. Cầu này là cầu 36. Cầu này cũng lớn nè anh chị. Khu này toàn sông nước không mà mưa vẫn ngập. Cầu 36 này dài lắm anh chị, em thấy dài. Đó, bên kia còn mịt mù luôn anh chị thấy không? Chắc cũng ngớt ngớt được rồi, chứ mưa thêm nữa em sợ hồi nữa ngập hết cái con đường Nguyễn Bình này. Đây là qua khỏi cầu 36 anh chị, tiếp tục chúng ta đang đi hẳn cái hướng về Huỳnh Tấn Phát. Cuối tuần mà anh chị đi dạo mưa Sài Gòn như vậy em nghĩ là cũng thú vị. Phía trước là em đang nhìn thấy những cái dòng nước trắng xóa do chiếc xe nó chạy bắn lên, có lẽ là ngập nước. Ngớt mưa rồi anh chị, mừng quá. Hy vọng không có đoạn nào ngập sâu. Để em đang đi cái xe máy này cũng dễ chết máy lắm, nước quá trời luôn. Tràn lắm. Đấy. Bắt cá được luôn. Chưa có ngập sâu lắm nhưng mà cái này phải nói là hên lắm anh chị. Chứ hồi nữa mà mưa tầm 15 phút nữa thì chắc là bắt cá được rồi đó. Wow, đó, chỗ đang rửa ủng luôn à, rửa giày luôn, đi làm về xúc giày luôn. Nói chung nước dưới này trời mưa xuống không phải nước cống, thành ra là nhìn nó cũng trong anh chị. Có thể rửa giày, rửa dép, thậm chí là rửa xe được. Anh chị thấy cũng ít nhà dân lắm ha, đâu có nhiều nhà dân ở cái khu này đâu. Khu này đang thưa thớt, trời rác đâu quăng lạch bạch, tả em bé gì tùm lum.
Trời ơi, con đường vắng tanh luôn. Chiều mưa phố vắng, huyện Bình, Nhà Bè. Đường này đi đêm chắc cũng sợ anh chị. Cũng may ở đây anh thấy có đèn đường, nhưng mà đi đêm nhiều khi vắng quá mình cũng sợ. Con đường Nguyễn Bình này chắc có lẽ cô bác anh chị cũng ít có đi. Đối với khu vực ngoại thành thì huyện Nhà Bè này nó không có nhiều con đường, có vài ba con đường thôi, mà đường nào hầu như cũng nước ngập anh chị. Tại vì nhà mà trên cái bè nữa thì anh chị biết à. Theo như cập nhật gần đây của em thì bây giờ đất đai người ta bắt đầu sang phết, sang phẳng lại hết rồi. Người ta xây nhà, tương lai khu này mà làm cái hệ thống thoát nước mà không làm cho tốt thì cái khả năng ngập sâu đó là chuyện được dự đoán trước luôn á anh chị, biết trước luôn á. Ôi, cuối tuần mà trời mưa nữa, nó vắng thôi rồi. Đó, nước chỗ này đang có công trình xây dựng nào, nước bằng khè luôn. Rồi, mời các bác anh chị đi lên một cái cầu nữa. Nhà cửa đây đang xây dựng rồi người ta đóng cửa hết trơn à. Đó, có một anh đang rửa cái kỳ luôn ha. Chiều mưa hát karaoke làm một cái lẩu với lại vài ba xị rượu đế. Nghe nó hấp dẫn quá anh chị. Đây là cầu Bà Chiêm. Cầu Bà Chiêm 1 anh chị. Rồi em lên cầu Bà Chiêm nha. Yến xào xẻo lá. Đi dọc đường thấy có mấy cái tên lạ quá anh chị. Yến xào xẻo lá. Đấy, người ta đang có những cái khu vực hút cát lên để bán. Ở trên đây là con đường Nguyễn Hữu Thọ nè anh chị. Cái cầu ở đây đó, ở bên phải là con đường Nguyễn Văn Tạo đi về khu công nghiệp Hiệp Phước, khu vực lòng thương xót Cha Long đó. Chúng ta băng qua cái cầu vượt này luôn anh chị. Ở đây có cái chợ nho nhỏ ha. Heo sạch mỗi chiều. Các anh chị nghe tiếng karaoke không?
Đây có những cái quán nhậu, quán ăn. Đây cầu Mương Chuối. Cầu Mương Chuối anh chị ha. Rồi chúng ta lên cầu Mương Chuối. Qua khỏi cái cầu Mương Chuối này thì về cái khu trung tâm hành chánh huyện Nhà Bè. Ở đây thì có một cái đập ngăn triều này đang bỏ dở dang đó. Em dừng lại một tí để anh chị xem cái đập ngăn triều. Đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Đây, họ đó, khúc thời xa đó có cái đập ngăn triều lớn lắm anh chị. Mời cô bác anh chị cùng lang thang tiếp tục với em nha. Chết rồi, cái em chỉnh lại cái nón cái. Rồi, qua khỏi cầu Mương Chuối. Trời còn mịt mù mưa mà. Có mấy cái loa kẹm người ta đang phát buổi chiều đó anh chị, ổ lắm. Ngày hôm nay vẫn dùng mấy cái loa kẹm này để phát thông báo mà đâu phải ai cũng nghe được đâu. Em cứ nhớ hoài trong cái mùa dịch người ta nói cái giờ đi chích vaccine cho người lớn tuổi mà nói trên cái loa kẹm anh chị, thông báo trên cái loa kẹm á, bắt đầu cái loa kẹm thì nó nằm ở đâu đầu đường đầu hẻm gì đó. Cuối cái nhà mình là hầu như không có nghe được. Và nó phát thường thường, nhiều khi nó phát sáng sớm 5-6 giờ sáng anh chị. Trời là trời đất ơi, tới giờ hỏi hàng xóm mới biết là chích mấy ngày rồi. Chích cho mấy người trên 60-65 tuổi anh chị. Trời ơi, em cũng lạy luôn á. Thông báo mà có loa kẹm, mà loa kẹm đâu phải là ngay chỗ cái cục điện nào cũng có đâu. Nhiều khi một cái hẻm như vậy á, nó chỉ có một vài cái ở đầu hẻm xa xa đó rồi. Ai nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi. Khu này là Nguyễn Bình mà nhộn nhịp sung sung anh chị. Ở đây là thuộc xã Phú Xuân rồi. Đó, xã Phú Xuân đây nè anh chị. Cho nên là ở đây nó sung hơn, nó nhộn nhịp hơn, nó chợ búa nhà cửa nó sát hơn. Và tất nhiên là đất đai ở đây nó cũng đắt hơn. Tại vì cái giá cả của đất thì nó dựa vào cái nhộn nhịp buôn bán cư dân ở đông mà. Và bên trái em ở đây là những cái trung tâm hành chánh của huyện Nhà Bè. Hôm nào mời anh chị đi dạo. Hôm nay thì em chỉ đi trên con đường Nguyễn Bình này thôi. Đó, ủy ban nhân dân huyện bên trái của em đó. Tòa án huyện Nhà Bè bên trái của em luôn. Đi con đường Nguyễn Bình này thì chúng ta ra ngay Huỳnh Tấn Phát anh chị. Đó, kho xăng dầu và phà Bình Khánh luôn. Đó, đâu mấy cái đầu kéo ha, nó chạy nè.
À, ở đây siêu thị Co-op-Mart, à, bên phải đây có một cái siêu thị Co-op-Mart của huyện Bình. À, hồ nước nó ngập lênh láng. Khu vui chơi trẻ em ở đây cũng có nè anh chị. Buổi chiều dạo phố trời mưa ở dưới này vắng buồn quá anh chị ha, nhìn nó buồn thiêu à. Phố xá thì cũng không có mấy chiếc xe chạy hết, nhà cửa thì đóng nhiều, buôn bán thì cũng không có nhộn nhịp. Huyện ngoại thành có khác. Bên phải đây có công an huyện Nhà Bè đó. Xung quanh đây đất còn nhiều lắm anh chị, có những cái bãi đất trống, những cái khu rậm rạp, à, tầm chắc 5-10 năm nữa xuống đây nhiều khi mình lại nhận không ra. À, có những cái con đường nước ngập bên phải của em là vào cái kho gì đó, công ty vận tải. Mưa nãy giờ anh chị thấy là mưa đâu có lâu đâu, có tầm khoảng 10 phút hơn rồi mà đã như thế này rồi, thì coi như nếu mà mưa nếu mà mưa tầm 30 phút trở đi là mình xác định cái con đường này nó thành sông. Đó, thì em cũng chia sẻ như thế này để cô bác anh chị nắm được tình hình. Xe ben xe công bây giờ bắt đầu họ ra đường họ chạy quá trời. Nắm được cái tình hình ở cái khu này đó, để cô bác anh chị biết nếu mà có lỡ bí quá đi ngang đây thì chúng ta cũng né những cái ngày trời mưa lớn ra như thế này. Mưa lớn mà lâu. Còn nếu mưa lớn mà mau như vậy thì đi được nè anh chị, tầm 10 phút, 10 phút hơn đổ lại thôi. Khoảng chừng 20 phút là coi như tiêu, nó ngập. Con đường này tính ra nó ngập còn tàn sát hơn Lê Văn Lương. Đây có cả nước cống nữa nè, nước đen mà thúi. Tính ra mưa như thế này mà đường này ngập như vậy là tính ra ngập nhiều hơn đường Lê Văn Lương Nhà Bè đó anh chị. Đường Lê Văn Lương vậy chứ phải một cơn mưa cũng lớn, tầm khoảng 30 phút 40 phút trở lên thì bắt đầu ngập. 30 phút trở lên bắt đầu ngập. Ở đây nãy giờ em chạy là mưa lớn chỉ mới có khoảng 10 phút thôi là con đường này nó đã nước quá trời rồi. Anh chị thấy xe ben rồi nhiều không? Xe ben xe công rồi nhiều lắm. Con đường này bình thường là ban ngày á, xe chạy liên tục luôn, xe bồn chứ anh chị, xe bồn dạng bồn chở xăng rồi đó, bồn to á. Nên là con đường thì nhỏ, không có con lương. Cũng may là cái mật độ lưu thông ở đây thì nó không có quá đông. Nhưng mà cô bác anh chị đi ngang đây thì chúng ta cũng cẩn thận nha. Xe họ chạy nhiều lắm, xe bồn chạy nhiều lắm. Mà đôi khi á, chạy cả phía sau, phía trước lộn xộn đó anh chị. Đó, có chiếc xe bồn phía sau lưng em mà em dừng lại cho nó qua. Chứ cái này không dám mất nha. Bồn. Đó anh chị thấy không? Khu này với Huỳnh Tấn Phát là số 1.
xăng á, chợ xăng. Mấy xe bồn này chạy là gọi là hung thần luôn anh chị, mua đường hết rồi. Đường cấm là cấm quẹo gì nó cũng chạy hết trơn á. Mấy xe bồn này ghê lắm. Bao lô luôn. Mưa tiếp rồi đó anh chị, trời mưa lâm râm đó. Đấy, người ta ra người ta lấy cây chọt lỗ cống. Đó, phải chọt chứ không chọt nước nó không chạy. Đây có cái chợ nhỏ anh chị, chắc là sắp ra Huỳnh Tấn Phát rồi. Cuộc sống ở dưới này buổi chiều cuối tuần mưa mưa thấy nó buồn. Người dân cũng ít luôn anh chị, người ta vô nhà đóng cửa hết rồi. Công ty doanh nghiệp thì chiều thứ bảy người ta cũng thường nghỉ, cho nên là không có người, nhiều người đi làm về. Mưa giấc này thì cũng đỡ, đỡ khổ cho công nhân viên. Nhưng mà bà con mình buôn bán buổi chiều ở đây thì cũng khó. Chỗ có cái dinh thự của ai bên đại trái em nó to chứ. Nhưng mà ở phía dưới này thì anh chị thấy là không có nhiều quán ăn đâu. Anh chị ha, không có quá nhiều quán ăn. Đâu có ai buôn bán gì đâu nè. Nhìn nó bơ vơ luôn á. Một vài quán nhưng mà bán bây giờ cũng mưa ế, không ai mua hết. Đó, có một chiếc lù lù nó chạy lên, nghe cái máy của nó từ xa là mình thấy sợ này. U chù chà, trời ơi, nó to như con voi. Ở phía trước là con đường Huỳnh Tấn Phát rồi thưa anh chị, Huỳnh Tấn Phát. Đây, Huỳnh Tấn Phát phải anh chị đi về phà Bình Khánh. Đó. Sông Nhà Bè, sông Xoài Rạp anh chị ha. Ở đây cái xe này nó quẹo trái nè. Đứng né một tí là chờ nó quẹo xong mình tính. Trời mưa mưa như thế này nó buồn buồn, nó chạy nó không để ý là cán mình á. Em mau quẹo trái luôn đây anh chị, Huỳnh Tấn Phát ha. Bên phải thì đi thẳng đó, bên thẳng quẹo phải thì anh chị đi về phà Bình Khánh. Rồi, an toàn là thượng sách. Rồi, Huỳnh Tấn Phát này thì chúng ta đi lên cầu Phú Xuân đó anh chị. Lên cầu Phú Xuân, lên huyện Văn Linh, lên huyện Thị Thập, khu chế xuất Tân Thuận. Huỳnh Tấn Phát đây. Đường Huỳnh Tấn Phát này thì anh chị cũng biết rồi, mới được nâng lên rất là đẹp. Ngày xưa nó là đường liên tỉnh số 15 thì phải. Đối với huyện Nhà Bè thì cái khu vực Phú Xuân này có lẽ là nhiều cái kỷ niệm với anh chị nhất. Đó. Và ngay vị trí Huỳnh Tấn Phát này đây thì em cũng xin được tạm dừng clip của mình anh chị. Hôm nay thực hiện một cái liên khúc mưa. Mấy ngày hôm nay Sài Gòn ngày nào cũng mưa và cho tới bây giờ anh chị thấy là vẫn còn mưa. Đó. Liên khúc mưa Sài Gòn, chiều bơ vơ hoang vắng con đường ngoại thành, huyện Bình, Nhà Bè. Một cái tiêu đề rất là dài anh chị.
Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày bình an và thật là nhiều sức khỏe anh chị ha, và đặc biệt có một cái ngày cuối tuần thật là hạnh phúc và nhiều niềm vui bên gia đình người thân. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay, và đừng quên like, share, đăng ký để ủng hộ cũng như là nhận được những clip mới mỗi ngày thưa anh chị. Và em xin tạm dừng cái clip trên con đường Huỳnh Tấn Phát này. Ở đây thì nó cũng thuộc Nhà Bè anh chị ha. Bye bye. Chiều mưa có nhạc. Ở đây anh chị thấy này, em muốn chia sẻ cho anh chị cái đoạn này tính dừng rồi. Nhưng mà đây là anh chị thấy là mình sẽ trực tiếp nhìn cái con đường, con hẻm của Huỳnh Tấn Phát anh chị này. Ở đây là con đường Huỳnh Tấn Phát nó được nâng lên, trong khi con hẻm thì nó bị ngập rất là sâu. Đây anh chị. Đó, anh chị thấy nước mênh mông chưa? Nước mênh mông luôn. Nguyên một con hẻm rất là dài. Đó. Đường thì cao nhưng mà hẻm thì ngập. Như thế này thì anh chị cũng hình dung được là mỗi lần chiều cường hay là mưa lớn là chúng ta thấy là ở ngoài Huỳnh Tấn Phát là khô, nhưng mà ở trong hẻm Huỳnh Tấn Phát là ngập. Thực tế như vậy anh chị. Em tính quay xe.